Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thực tế lớp 7 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn đó là bài số 3. Thì đây là một cái chuyên đề liên quan về toán thực tế lớp 7 nha các bạn. Các bạn nào mà có nhu cầu tìm hiểu thêm những cái bài toán thực tế lớp 7 mà dạng tổng hợp đây. Mình đã tổng hợp hết tất cả các dạng toán thực tế lớp 7 mà có khả năng ra thi hoặc là kiểm tra nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn một bài thôi. Còn các bạn nào mà muốn làm những bài khác thì các bạn có thể vào mục miêu tả để có những cái bài tập tiếp theo nha các bạn. Bài nào giải không được thì các bạn có thể comment, mình sẽ hướng dẫn lại sau nha. Rồi, bài số 3 nói như thế nào? Học sinh của ba lớp 7 cần phải chăm sóc 24 cây, được chưa ạ? Vậy cho biết là chỉ có 24 cây thôi mà ba lớp phải chăm sóc, được chưa? Và tổng số cây cần chăm sóc là có 24 cây. Đây, tóm tắt, chỉ có 24 cây thôi các bạn, 24 cây, được chưa? Và biết lớp 7A thì có bao nhiêu học sinh ạ? 7A thì có 32 học sinh, được chưa? 7B. Rồi, bút hết mực rồi. Các bạn chờ mình chút xíu nha. Rồi, mình quay lại nha các bạn. 7B có bao nhiêu học sinh ạ? Có 28 học sinh. Chưa? 7C bao nhiêu ạ? 7C là 36 học sinh. Được chưa? Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây, biết rằng số cây tỷ lệ với nhau. Khi mà mình nghe các số cây tỷ lệ với nhau thì các bạn phải biết được rằng là cái bài này liên quan về tỷ lệ thức và áp dụng dãy tỷ số bằng nhau nha các bạn. Thì bạn biết số cây của học sinh lớp 7A bao nhiêu không ạ? Số cây của không. 7B 0, 7C 0. Vậy bước đầu tiên bạn phải gọi x nè, y nè, y nè, z nè là số cây của lớp 7A, phải lần lượt nha, số cây lần lượt 7A, 7B, 7C, được chưa? X, y, z phải lớn hơn 0, được chưa? Rồi, thì từ đó mình sẽ biết rằng số cây trồng được tỷ lệ với số học sinh của lớp đó thì mình sẽ có x nè phần 32 nè, thấy chưa? Lớp x là lớp 7A có 32 học sinh bằng y là 7B phần 28 bằng z phần 36, thấy chưa? Tiếp đó các bạn áp dụng dãy tỷ số bằng nhau, mình viết tắt nha các bạn. X phần 32 bằng y phần 28 bằng z phần 36, được chưa? X, y, z là số cây của lớp 7A, 7B, 7C mà mình biết là x cộng y cộng z chính là tổng tất cả các cây của ba lớp, được chưa? Tử cộng tử sẽ bằng mẫu cộng mẫu, được chưa? Sẽ bằng 24. Đây là tổng của các cây các lớp trồng được là chia bao nhiêu ạ? Tính nhẩm nha. Mình tính ra giùm mình kết quả nha coi. 32 cộng 28 là 60. 60 là 96. Được chưa? 96. Rồi, các bạn sẽ rút gọn được bao nhiêu đây? Rút gọn sẽ còn lại là 24 thì chia được cho 6 nè. Chia 6 thì còn lại 4. Được chưa? Ở dưới còn lại 16, chia tiếp rồi. Ở trên còn lại 2, ở dưới còn lại 8. Chia tiếp rồi sẽ bằng còn 1/4. Được chưa? Rồi,
Từ đó thì mình sẽ có x phần 32 bằng 1 phần 4, y phần 28 bằng 1 phần 4, z phần 36 sẽ bằng 1 phần 4, được chưa? X phần 32 bằng 1 phần 4, vậy suy ra x sẽ bằng chia nè, chuyển qua nhân nè, vậy là 1 phần 4 nhân cho 32, vậy là lấy 1 nhân 32 chia 4 được 8. Tiếp tục y phần 28 bằng 1 phần 4, vậy suy ra y bằng chia chuyển qua nhân 1 phần 4 nhân 28 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 10, mười mấy ạ? Bằng 7 nha các bạn, bằng 7. Z phần 36 bằng 1 phần 4, suy ra Z sẽ bằng 1 phần 4 nhân 36 sẽ bằng 9. Rồi các bạn kiểm tra lại coi, 8, 7, 9 cộng lại coi có đúng bằng 24 không? Thì bởi vì mình biết tổng số cây của ba lớp này là 24, bạn cộng lại coi, nếu mà ra đúng 24 thì các bạn đã giải đúng rồi, chỉ còn lại là kết luận thôi, vậy số cây gì đó, được chưa ạ? Rồi thôi, xin chào bạn, gặp lại tất cả các bạn nha. Các bạn còn vướng mắc cái gì hoặc là các bạn muốn hỏi những cái bài tập còn lại giải như thế nào thì các bạn có thể comment ở phía dưới giúp mình để mình hướng dẫn lại nha các bạn. Rồi thôi, xin chào bạn, gặp lại mọi người. Có vướng mắc gì cứ comment thoải mái nha, đừng ngại ngùng gì hết nha các bạn. Bye bye.